Anh chị và các bạn thân mến, theo khuyên chị em và các bạn thì về cơ bản thì chuyên gia phân tích chứng khoán liệu có phải là người sáng suốt hay không? Thưa với anh chị em và các bạn là thực tế thì chuyên gia phân tích chứng khoán họ thực sự là chưa hẳn là đầu tư giỏi hơn khuyên chị em và các bạn. Họ có thể có nhiều dữ liệu, phân tích nhiều thứ hơn, làm việc nhiều hơn những nhà đầu tư cá nhân nghiệp dư, và họ nắm một cái lượng thông tin không hề ít. Họ có thể làm các báo cáo phân tích chuyên nghiệp hơn quý anh chị em các bạn. Họ tổng hợp được các cái dữ liệu, cô đặc lại được các cái dữ liệu đó, cũng như đưa ra những cái nhận xét có tính gọi là xác suất đúng tương đối cao hơn những nhà đầu tư khác. Cái lý do đơn giản nhất họ làm được điều đó là bởi vì họ được gọi là mệnh danh là chuyên gia. Chuyên gia ở đây không có nghĩa là thực sự là rất 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 giỏi, mà chuyên gia ở đây tức là người chuyên làm một cái công việc mà người khác không đầu tư hoặc là không dành được nhiều thời gian như những người chuyên làm cái nghề về tài chính. Và đặc biệt thì họ được đào tạo cơ bản từ ban đầu, từ cái lúc mà được đi học đại học, rồi sau đấy ra trường được trải nghiệm trong cái môi trường là làm phân tích, làm những cái bản báo cáo, những cái review về các doanh nghiệp. Và đặc biệt nữa thì họ lại được giao chuyên về một cái ngành nghề. Vì vậy họ có điều kiện hơn những người khác đào sâu, nghiên cứu vào cái tính chất của cái ngành nghề đó, cũng như là họ được gọi là sai rồi sửa sai, được đưa ra những cái nhận định, những cái báo cáo sau nhiều năm trong nghề thì họ có kinh nghiệm và có những cái góc nhìn toàn diện hơn về cái ngành nghề. Tuy vậy không có nghĩa là khi có cái góc nhìn toàn diện như vậy thì họ có thể là đưa ra những cái quyết định đầu tư đúng đắn và kiếm được lợi nhuận nhiều hơn quý anh chị em và các bạn. Bởi lẽ những người mà nắm trước thông tin, biết được thông tin sâu không có nghĩa là họ hành động tương đồng với những gì họ biết. Rất nhiều, tôi biết rất nhiều anh chị em trong giới làm nghề có một cái trình độ về phân tích rất là cao, có về trình độ về chuyên môn được thế giới công nhận, có trình độ CFA, có trình độ CMT và có những cái trình độ cao tới mức là đó là những cái chứng chỉ, những cái bằng cấp được quốc tế công nhận. Nhưng trong đầu tư thì họ vẫn không hẳn là nổi trội hơn so với những nhà đầu tư khác. Và ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì đôi lúc là còn không bằng những cái anh chị em và các bạn có nhiều cái kinh nghiệm thực chiến giao dịch trên thị trường, và không bằng những anh chị em và các bạn có cái tính gọi là quyết đoán ở trên thị trường. Như vậy thì chúng ta để thấy được rằng là cái người phân tích họ, cái điểm lợi của họ là ở đâu. Cái người mà là chuyên gia thì cái điểm mà họ có thể làm được cho mình là gì. Và từ đó thì chúng ta tận dụng những cái ưu điểm của họ để có thể thêm vào những cái kiến thức mình đang có và bổ sung vào những cái khuyết thiếu của mỗi người. Từ đó thì chúng ta đưa ra cái góc nhìn tổng quan và thúc đẩy cái tính quyết đoán cũng như là cái việc giải ngân, giao dịch, mua bán hay đầu tư nó phù hợp hơn. Chứ không có nghĩa là chúng ta quá hình tượng hóa hay là quá đưa ra cái việc cảm nhận về một cái người chuyên gia là có thể là làm được ra tiền, kiếm được ra tiền và làm được hết tất cả mọi chuyện. Từ đó thì sẽ đưa ra những cái quyết định theo kiểu là giao tiền cho những nhà phân tích hay là những chuyên gia, rồi ủy thác, ủy quyền cho họ làm những cái phần việc mà đáng lý ra là mình phải là người ra quyết định chính trong cái việc mà mua bán đầu tư. Và điều cần phải lưu ý hơn nữa đó là cái việc dự báo thị trường. Phần lớn ở Việt Nam chúng ta thì các chuyên gia phân tích và đặc biệt là các nhà môi giới thì hay có một cái câu chuyện đó, ngay cả như nhóm chúng tôi là tự doanh chứng khoán thì cũng hay thông thường cũng thường hay bị lấn sâu vào cái câu chuyện dự báo cái xu hướng của thị trường.
dự báo lấn hơi bị sâu vào cái câu chuyện là dự báo ngày mai, tuần tới, và không 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 tự làm rõ với nhau, không tự hiểu được với nhau rằng là cái việc dự báo thị trường là một cái điều gần như là không thể. Chúng ta chỉ có thể đi sâu hơn vào cái việc là định hướng một cái xu hướng mang tính chung và dài hạn, và có thể có những khái niệm mang tính chất gọi là vùng đáy hoặc vùng đỉnh hoặc khu vực, tức là nó kéo dài trong một khoảng thời đoạn. Người ta hay dùng một cái ngôn từ nó mang tính dễ nhận biết hơn, đó là đầu cá, thân cá và đuôi cá. Thì các chuyên gia họ có thể tập hợp các dữ liệu để họ có thể đưa ra những cái nhận định theo hướng đó là đang ở đầu sóng, ở trung sóng hay là ở cuối sóng. Và cái việc mà không có nghĩa rằng là đầu sóng là tất cả các cổ phiếu đều là ở đáy của vùng đáy, cũng không có nghĩa là cuối sóng tức là ở đuôi cá là tất cả các cổ phiếu đều đang tạo đỉnh hoặc đã tạo đỉnh, mà có những cổ phiếu, có những doanh nghiệp dịch chuyển nhanh và mạnh trước thì nó sẽ đi trước, có những cổ phiếu dịch chuyển chậm hơn thì nó sẽ đi sau. Và từ đó thì chúng ta sẽ hiểu hơn được rằng là chúng ta không quá ỷ y vào vào cái việc các chuyên gia, mà chúng ta chỉ xem những cái thông tin, những cái dữ liệu của các chuyên gia, các nhà phân tích, các công ty chứng khoán hay là cả các cái tổ chức độc lập như nhóm chúng tôi, làm cái cơ sở dữ liệu để bổ sung thêm vào những cái điểm còn khuyết thiếu của quá trình phân tích của quý anh chị em và các bạn. Từ đó thì có thể giúp anh chị em và các bạn gọi là bổ sung đầy đủ hơn và đưa ra những cái quyết định nó nâng cái mức độ chính xác lên cao hơn, và cũng là một phần nào có thể thúc đẩy cái tính tự gọi là tự chủ, tinh thần tự tin, hoặc là có những lúc thì cần phải quyết đoán để rời bỏ thị trường cho nó phù hợp hơn. Đó là một vài cái chia sẻ về cái câu hỏi của một vài anh chị nói rằng là liệu có nên tin tưởng vào rất là sâu vào các chuyên gia hay không. Mong rằng là những cái chia sẻ của nhóm thì đem lại cái hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Đừng quên like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video tiếp theo. Nếu có câu hỏi nào muốn chúng tôi giải đáp, xin vui lòng để lại bằng việc comment cái câu hỏi ở phía dưới, thì nhóm sẽ tập hợp và sẽ làm thành một video để chia sẻ với quý anh chị em các bạn trên cộng đồng. Thân ái chào, hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn ở video tiếp theo.